các bạn đã quay trở lại với channel của iBeauty. Mình là Khánh Linh và mình đã quay trở lại ở đây. Lần này là trong nhà tắm. Hôm nay thực sự là một ngày rất là dài của mình, khi được mình vừa phải đi học xong rồi về đi chạy show đi dẫn. Mình về đến nhà là hơn 11 giờ đêm các bạn ạ. Và mình vẫn đang quay video này với các bạn đây. Thực sự là khi về đến nhà mình thực sự rất là mệt mỏi và mình chỉ muốn mang cái mặt này mình đi dắt lên giường ngay thôi. Nhưng mà như thế hại da lắm, nên là mình vẫn phải làm một cái video về tẩy trang và skincare cấp tốc để đi ngủ dành cho các bạn và vẫn đủ, đủ quy trình nhá. Bắt đầu thôi, muộn quá rồi. Rồi, sau 10 giây thì bây giờ mình sẽ miết cái bước tẩy trang này ra thì các bạn sẽ thấy là không cần phải ma sát nhiều mà nó sẽ lấy được rất nhiều cái lớp make up ở trên mắt của chúng mình, mình nó rất là dày và đều waterproof. Các bạn thấy không? Không cần phải ma sát nhiều nha. Bây giờ mình chỉ cần lấy đi những phần thừa còn lại thôi. Các bạn ơi, mình nhắm cái mắt này và mình muốn ngủ luôn hết bây giờ. Bước tiếp theo thì mình sẽ rửa mặt và sữa rửa mặt nhé. Này mình đang dùng cái em Santola của nhà New Skin Natural. Thấy cũng ok đấy. Sau khi mà đã massage da mặt với sữa rửa mặt rồi thì mình sẽ dùng cái máy rửa mặt của Oreo. Hiện tại thì mình đang dùng em Luna Mini 2 màu vàng. Việc rửa mặt bằng máy rửa mặt của Oreo khiến mình cảm thấy rất là yên tâm ấy. Rồi sau khi mà đã chặn cái vòng này vào rồi, tức là thay vì chúng mình đắp mặt nạ trực tiếp lên da thì chúng mình sẽ đặt
Mình đã chia sẻ ở cái số mà mình review cái em này rồi, thì là tại vì bây giờ là muộn rồi và mình lười về dùng app, cho nên là mình đã sử dụng cái máy đắp mặt nạ này mà không cần dùng app cho nó nhanh gọn lẹ. Mình mệt lắm, muộn luôn. Trời ơi, bạn ơi, cái nhiệt độ và cái sự dung này của cái máy này khiến cho mình như kiểu là tất cả những cái stress của ngày hôm nay rồi nỗi muộn phiền trong cuộc đời của mình đều tan biến ạ. Chậm dần nhẹ dần và kết thúc. Đó, đáng ra là mình phải mất khoảng 20 phút để đắp mặt nạ, nhưng mà với cái em này của Foreo thì 90 giây là quá đủ. Sau khi mà đắp mặt nạ xong thì chúng mình tháo ra và rửa dưới vòi nước nha. Cái lúc mà làn da của mình mệt mỏi thì mình thường sử dụng các sản phẩm mà như kiểu rau lá như thế này, sẽ làm dịu da, kiểu giúp làn da của mình được relax ngay lập tức. Ok, sau khi mình sử dụng serum xong thì mình sẽ dùng đến kem mắt các bạn ạ. Đây, các bạn có thể nhìn thấy cái mắt của mình lần này rất là thâm luôn. Nhưng mà theo cái kinh nghiệm của mình ý, là sau khi mà sử dụng cái UFO của Foreo và kết hợp với cả cái kem mắt này nữa thì sáng hôm sau tình trạng mắt của mình được cải thiện khá đấy. Thường cái UFO của Foreo các bạn như mình đã review ở số trước rồi, là kiểu kể cả bạn có thức đêm xong rồi bạn dùng cái đấy thì